Xin chào các bạn, trong series sửa lỗi dòng máy E856 857 thì hôm nay mình sẽ đi tới cái lỗi là kẹt giấy E091. Đó thì cái lỗi này nó trong này nó có để là một kêu kẹt giấy khác các bạn. Thì nó nói là do động cơ hoạt động không bình thường đó, bởi vì nó xảy ra một cái sự cố giữa bo xít và firmware để khá vậy, thì nôm na mình dịch ra như vậy. Tiếng Anh mình thì cũng giỏi, mình hiểu sao thì mình nói vậy thôi. Thì dưới đây nó có nói là mình lấy giấy ra, mình lấy giấy kẹt, mở cửa lấy giấy kẹt, nó nằm ngay chỗ con registration sensor, lấy tờ giấy ra. Nếu mà nó không hết ấy, thì tiếp tục mình làm các bước bên dưới. Thì dưới đây là nó kêu mình tắt máy xong mở lại, thế nó có hết không? Ý là mình lấy giấy ra rồi, mình lấy giấy ra rồi đúng không? Xong rồi mình đóng cửa lại, đóng cái cửa lại, nhưng mà nó cũng không hết. Thì mình tắt máy, xong mình để khoảng cỡ 50 phút gì đó mình mở lại, thử nó hết hết hay không? Nếu không hết thì mình kiếm ở đây nó nói này, tiến hành kiểm tra bo xít. Bo xít này đó, để kiểm tra kết nối rồi kiểm tra trong bo xít thì nó có RAM, kiểm tra RAM rồi kiểm tra bo mạch, kiểm tra bo thì nó có bị hư hỏng hay gì không đó. Rồi nó mà kiểm tra bo xít ok rồi thì mà nó kêu mình kiểm tra tiếp tục tới bo logic card, còn kiểm tra kết nối, kiểm tra dây điện rồi kiểm tra bo đó. Nó kiểm tra bo logic card ok rồi thì mình sẽ làm theo trình tự nha các bạn. Mình kiểm tra theo trình tự đó, hết bo này kiểm tra ok rồi, hoặc là ví dụ muốn nhanh nhất thì mình kiếm mình có bo Seiko cứ đóng vô để mình kiểm tra, hoặc là mình có RAM á, có RAM á mình đóng vô mình kiểm tra là nhanh nhất. Xong rồi bo xít đúng không, kiểm tra một bo xít đóng vô đó, kiểm tra mình kiểm tra dây điện dây điếc rồi mà ok hết rồi á, thì mình cứ đóng bo vô kiểm tra theo từng bo thứ tự, mình dễ để mình loại trừ các bạn. Kiểm tra bo luôn cái cạc ok rồi thì mình kiểm tra tiếp cái bo ligin cũng y chang, cũng kiểm tra y chang vậy, cũng kiểm tra, đó là mình kiểm tra theo thứ tự của cái tài liệu nha các bạn. Còn nếu mà các bạn thấy kiểm tra cái nào nó trước nó thuận tiện các bạn hơn thì các bạn cứ việc kiểm tra thôi. Còn nay tài liệu thì nó kêu kiểm tra như vậy thì mình cứ dựa theo tài liệu mình nói thôi. Còn các bạn ví dụ có thích kiểm tra cái nào trước tùy, cái nào cũng được hết, chứ không cần phải kiểm tra từ trên xuống dưới giống như này. Nhưng mà trước tiên hai cái đầu tiên này á thì mình phải làm hai cái dễ nhất thì mình làm đó. Có cái này thì cái nào các bạn thấy tiện lợi các bạn kiểm tra thôi. Sau đó kiểm tra tới cái ô cứng thì mấy cái đó, mấy cái này thì nó, mấy cái này mình dễ biết, nó nằm dễ thành mình kiểm tra dễ thôi, cũng không có gì khó hết. Quan trọng là mình kiểm tra cho nó chính xác là được. Thì cái lỗi này nó cũng kiểm tra một số cái như vậy thôi. Và thực ra cái lỗi này cũng ít gặp các bạn, ít gặp lắm, có khi nào gặp đâu, mình sửa máy từ đó giờ có khi nào gặp cái lỗi này đâu, ít khi nào gặp. Có khi bị lỗi lại mình up lại firmware đâu, hết cũng có, ví dụ như vậy. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ subscribe, đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Video sau chắc mình làm tới lỗi
E0A0, làm tới lỗi E0A0, lỗi này chỉ còn nhiều người gặp này các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn, nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nha các bạn.